như Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tôi thầm tin rằng sự trên hay sự sống, dù thiên thần thiên phú, dù hiện tại tương lai hay quyền năng, tôi thầm tin rằng dù mặc ai lên án, dù mặc ai vu cáo, dù là cho đến chết tôi đau, không có gì, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta qua bài thứ hai trong tập thứ hai. Sự trung thành của tôi. Tin nguyện một, chúng ta lấy thư Do Thái, thư Hiếp-ri, chương 13 câu 7 tới câu 16. Chứ chỉ đọc một hai câu đầu thôi của đoạn thư này. Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời của họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Trong cái đoạn thư Do Thái này, tác giả thư Do Thái cho chúng ta một mẫu gương đưa ra để chúng ta trung thành, chiêm ngắm cái sự trung thành của các vị tỷ phú. Tình nguyện hai, tôi cũng nhìn lại sự trung thành của mình một cách nghiêm chỉnh. Sau khi chúng ta đã nhìn cái giao ước, Chúa rất trung thành. Và thứ hai, tôi muốn các chị nhìn lại cái sự trung thành của mình một cách rất nghiêm chỉnh. Tôi xin, xin cho con luôn trung thành theo Chúa đến cùng, sự trung thành tuyệt đối để chúng ta theo Chúa tới lời thờ cuối cùng. Chúng ta cũng có ba điểm nhỏ để chúng ta suy điểm. Một, trung thành. Trung thành là tuân giữ giao ước, các giới luật, là bằng chứng của lòng hiếu từ chân thật mà tôi phải có đối với Thiên Chúa. Khi nói tới sự trung thành là nói tới cái lòng hiếu từ của mình, sự thảo hiếu một người con đối với Thiên Chúa mà phải có vì tôi đã có giao ước với Ngài, vì tôi đã cam kết với Ngài, cho nên tôi phải có. Cái này là sự ràng buộc của tôi với Thiên Chúa chứ không ai ràng buộc. Tự tôi ràng buộc với Thiên Chúa trong sự trung thành. Trong suốt lịch sử ơn gọi của tôi nhận ra sự trung thành của Chúa không hề biến đổi. Trong khi đó, sự bất trung của tôi lại thường xuyên xảy ra. Chúng ta có nhận thấy điều này? Chúa luôn luôn trung thành trong suốt lịch sử ơn gọi của mình. Từ khi mình được lãnh nhận đến nước rửa tội, rồi khi mình tìm hiểu, rồi trong giai đoạn huấn luyện, rồi được cam kết trong cơ hội để đến gặp Chúa Giêsu, cho đến ngày hôm nay, lịch sử ơn gọi của mình, Chúa rất trung thành. Ngài không hề biến đổi. Sự trung thành của Thiên Chúa được diễn tả, Ngài là đá tảng, nghĩa là không bao giờ lay chuyển. Đó là biểu tượng sự trung thành bất biến của Ngài. Ngài không có như chúng ta nay nắng mai mưa, không có. Hôm qua tới đây thì nắng, mấy ngày nay cứ lục đục mưa, không biết
mai con nắng. Ngài không như thế, Ngài bất biến. Thiên Chúa luôn giữ lời, không nói dối, không rút lời một khi đã hứa. Như thế Ngài đòi tôi cũng trung thành với giao ước mà tôi đã lập với Ngài. Ở đây tôi xin lập lại là các chị tự lập giao ước với Thiên Chúa. Và Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Và khi chúng ta lập giao ước với Ngài, Ngài ngỏ lời với chúng ta đồng ý, chúng ta hoàn toàn tự do, không có bị ép buộc. Không ai buộc các chị phải khấn trong tu hội Đức Thánh Tâm Chúa Giêsu, đó là mình hoàn toàn tự do. Mình lập giao ước với Ngài. Dù được chọn là con cưng của Thiên Chúa, nhưng tôi vẫn chưa là người con trung thành, vẫn mù, vẫn điếc. Tôi dùng hai cái hình ảnh mù điếc. Là con cưng ấy nhưng vẫn mù, vẫn điếc. Mù vì không cố tình không nhận ra Ngài. Chúng ta mù là vì chúng ta cố tình không nhận ra Ngài là người che. Chưa nói nhận ra Ngài là những anh em sống bên cạnh chúng ta. Giacobbe bảo nếu mà anh em không thương người bên cạnh của mình thì làm sao mà thương Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã vô hình. Nhưng mà ở đây tôi đẩy cao hơn Giacobbe là bởi vì chúng ta là con cưng, chúng ta là con của Thiên Chúa. Ngài chúng ta mù vì chúng ta không nhận ra Ngài là cha. Chúng ta vẫn bảo Ngài là một đấng nào ở trên cao, không, Ngài là một người cha. Mù vì không nhận ra Ngài. Và vì mù như thế, chúng ta cũng cố tình biết bị tai để cưỡng lại lời Ngài. Hai cái này nó đi với nhau, mù và điếc. Người ta bảo mù thì không biết, câm mới điếc. Còn đây mình mù điếc mà mình vẫn nói được chứ không câm. Người ta bảo là nếu mà anh nào câm thì kèm theo điếc. Mù thì không bao giờ câm, không bao giờ điếc, đúng không kìa? Nhưng mà đây chúng ta lại ngược lại, chúng ta mù mà chúng ta điếc, chúng ta không câm, chúng ta vẫn nói leo lẻo đấy. Nhưng mà cái leo lẻo của mình không phải là leo lẻo của một người con, là leo lẻo của một người con bất hiếu, bất đoàn, không có trung thành với trẻ. Và vì vậy điếc để chúng ta bịt tai và cưỡng lại lời của Ngài. Ngài ngỏ lời của chúng ta, chúng ta cưỡng lại lời của Ngài. Thứ hai, tôi đi vào các mẫu gương trung thành để chúng ta soi mình. Trước tiên chúng ta có Abraham. Thiên Chúa đã ngỏ lời với Abraham và ông đã lắng nghe tiếng gọi của người. Ông đã tin mà không tính toán. Ông một mực phó thác vào Thiên Chúa và bước đi dưới sự dẫn dắt của Ngài. Ông trung thành không phản bội lời mời gọi của Thiên Chúa. Ông trở thành cha của những kẻ tin. Chúng ta nhìn thấy một gương mẫu tuyệt vời, gương Abraham, tổ phụ. Abraham vâng lời Chúa, rời bỏ quê hương họ hàng và dẫn bước vào bước đường phiêu lưu mà không biết đi đâu. Có một cái lạ ở đây là chúng ta thấy khi Thiên Chúa gọi Abraham, ông đi, ông trung thành theo lời gọi của Ngài. Nhưng mà Ngài không cho ông ta một dấu chỉ, không cho ông ta một cái la bàn, không cho ông ta một cái định hướng, chỉ bảo đi theo cái tiếng gọi. Thế mà ông ấy cứ vậy bỏ tất cả, bỏ anh em, bà con, cha mẹ, họ hàng, đi vào cuộc phiêu lưu không biết đi đâu, không có la bàn. Đi vào rừng, đi xuống biển không có la bàn, lạc hay là đất. Thế mà ông này không có la bàn, không có bảo hiểm y tế, cũng không có bảo hiểm nhân thọ, mà cứ đi. Đấy, chúng ta thấy một sự phó thác tuyệt đối của một mẫu gương. Tương lai của ông và gia đình xem như mù tịt. Cứ bảo đi thôi, biết đi đâu, đi tới đất mà ta chỉ cho đất nào bây giờ. Không phải có một cái địa danh chứ, nhiều cái đất đấy là đất nào. Rồi đi tới Hà Nội hay đi tới Pháp Thiệp, đi tới Nho Quan đi. Chứ từ Tam Đảo mà đi dẫn xuống đâu, đi Linh Thao chả biết đi đâu. Nó phải có địa điểm Nho Quan để đến.
Đằng này ông này mù mịt, không có một cái địa điểm để đến, ông cứ đi. Rồi Thiên Chúa hứa cho một người con nối dõi, nhưng khi người con vừa lớn, Chúa lại muốn đem con ông sát tế dâng cho Chúa. Ông đã hành động theo lời này, một sự trung thành, tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa đấng chân thật, và ông tin rằng Ngài luôn trung thành và không lừa dối. Đây là cái điểm đặc biệt của ông Abraham. Ông ấy tin là Thiên Chúa đã gọi thì Ngài luôn trung thành và Ngài không lừa dối ông. Cho nên ông cũng trung thành và ông tin. Thế nên ông ấy nhắm dẫn con đi giết chứ. Một đứa con để nối dõi tông đường mà bảo đi giết thì... Xin thưa các chị, bây giờ có đứa con nối dõi tông đường bảo đi giết đã đi không? Thôi thôi, ông ấy không thể tin được kiểu đấy. Nhưng mà ở đây chúng ta khám phá thấy ông ấy tin chắc là Chúa, cái tiếng gọi đấy trung thành, cái tiếng gọi đấy không lừa dối mình, thì mình cũng trung thành mà không bao giờ bất chợt tin được từ đó. Là mẫu gương của Abraham tuyệt vời, là mẫu gương quá tuyệt vời. Chắc có lẽ chúng ta không thể như Abraham. Khó lắm. Giờ mà có tí tiền rồi mà bây giờ bán hết đi rồi. Cho người nghèo không chắc nó bán được hay có 1/3 của người ta ở ngân hàng. Mấy các chị cứ nghĩ là sao? Không đủ tin nơi Chúa. Rồi mai mốt nhà yếu thì không biết ai chăm sóc mình, thôi để tí tiền đến nay mai còn có con nhờ cháu nhờ người nào chăm mình chứ. Nhờ nằm cu cu mình đấy không có đồng tiền nào thì đến nào đến nó ngó. Đúng không? Thế thì mình đâu đủ tin nơi Thiên Chúa. Ông Abraham tuyệt đối trung thành, tuyệt đối tin. Và ông ấy bảo, ông ấy tin là Chúa trung thành, không bao giờ lừa dối. Trong khi đó chúng ta vẫn cứ sợ Chúa lừa dối mình. Chúng ta vẫn cứ sợ Chúa lừa mình. Chúng ta không đủ tin. Và thì khi chúng ta không đủ tin thì cuộc sống của chúng ta không thể hấp dẫn, không thể hấp dẫn những người khác, không thể hấp dẫn những người trẻ, không thể hấp dẫn những người đang sống bên cạnh chúng ta nếu chúng ta không đủ tin nơi Thiên Chúa. Mẫu gương thứ hai, ông Ma-xe. Ông là người Do Thái, sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt bên đất Ai Cập. Lệnh của vua Ai Cập tiêu diệt tất cả con trai đầu lòng của người Do Thái. Ông thoát chết nhờ sự khéo léo của mẹ, rồi ông trở nên con nuôi trong hoàng cung Ai Cập. Tôi không kể lại cái sự tích của Ma-xe, ai cũng biết. Tôi chỉ còn tóm lại một chút thôi. Lòng trung thành với Thiên Chúa, tình yêu dành của ông dành cho dân tộc không cho phép ông sống trong nhung lụa, kéo ông ra khỏi đặc quyền đặc lợi để dấn thân vào một sứ mạng vô định đầy hiểm nguy. Chúng ta thấy rõ ràng cái ông này cũng đặc biệt lắm đó. Là hoàng tử thái tử của Pharaoh thì thôi ngồi yên đấy đi, là sống trên nhung lụa nay mai là hét ra lửa chứ còn gì nữa. Thế mà ông này ông ấy lại cái máu của người Do Thái, cái máu của Thiên Chúa, cái niềm tin của ông với Thiên Chúa mà được bà mẹ, được dân tộc của mình truyền lại cho ông ấy, ông vẫn có. Và vì vậy ông không thể chấp nhận sống trên nhung lụa. Những cái xa hoa phù phiếm của thế gian không kéo ông ra khỏi cái đức tin kia, để rồi ông dấn thân vào một sứ mạng vô định đầy hiểm nguy. Khi mà mời gọi ông ở trên núi Madian, Chúa bảo đi xuống để giải thoát dân Do Thái. Hoảng chi, một ông nói ngọng, ông Mai sẽ nói ngọng thì các chị nói ngọng nghiêu, nói không có rõ. Giống như mình nói tiếng Ý, tiếng Lào, người ta không hiểu, nói ngọng. Tôi qua Ý để học mà mãi tôi mới nói được, không có mình nói ngọng người ta không nghe đấy. Đấy, cho nên rồi ông ấy, nhưng mà rồi ông nghĩ được, ông ấy làm được. Có lẽ từ giây phút đầu ông không ý thức đầy đủ về sứ mạng này, nhưng với thời gian
nhất là với cách đào tạo của Thiên Chúa, ông ý thức mạnh mẽ và chấp nhận hy sinh. Tôi nghĩ là các chị bây giờ từ năm 2002 khấn, trong suốt tiến trình mười mấy năm ơn gọi của mình là chúng đào luyện mình nhiều lắm rồi, nhiều mai sen với thời gian, với cách đào tạo của Thiên Chúa, thì tôi nghĩ là các chị phải mạnh mẽ và chấp nhận hy sinh một chút. Có khi có người không tụt lại đi, không hy sinh đi, cũng sợ đi. Sứ mạng của ông mang là giải phóng dân Thiên Chúa khỏi kiếp nô lệ, mục tiêu rõ ràng và rất chính xác, nhưng con đường đi đến mục tiêu đầy cay đắng. Trời, nếu mà các chị nhìn lại cái ông Mai Xanh này, đầy cay đắng với cái ông này. Nhiều lúc ông ấy tâm sự này, ông ấy làm gì người ta cũng cắt nghĩa theo chiều hướng xấu. Nhưng thấy dân Do Thái, ông ấy làm tốt cho dân Do Thái theo lệnh của Chúa chứ. Mà tới Pharaoh đi nói tất cả mọi cái, đi thả dân ra để đi lên núi mà tôn thờ Thiên Chúa. Người Pharaoh cứ vậy triệt dân Do Thái, dân Do Thái quay ra chửi ông nhỏ, ông Mai Xem khổ lắm chứ. Rồi trong hành trình đi 40 năm trong sa mạc, chúng ta cũng thấy nhiều lúc ông phải nói với Chúa, Chúa con có đẻ ra cái dân này đâu mà Chúa bắt con vác như thế này. Sao Chúa bắt con mang cái dân mà con không bao giờ con đẻ ra nó. Đấy, người cay đắng lắm. Mà nó chống lại con nào, nó kêu trách con thế này thế kia. Chúng ta thấy cái tâm trạng của ông Mai Xem không đơn giản. Mục tiêu rõ ràng, rất chính xác, nhưng cái con đường để đi tới mục tiêu đấy đầy cay đắng. Mục tiêu của chúng ta cũng rõ ràng là gì? Trong tuần thứ nhất là chúng ta xác định mục tiêu của chúng ta rồi nhé. Nguyên lý nền tảng có rồi nhé. Mục tiêu có sẵn nhé. Nhưng mà để đi tới mục tiêu đầy cay đắng chứ các chị, đâu có đơn giản để làm thánh. Đầy cay đắng. Nhưng mà ông ấy làm được. Ông Mai Xanh làm được. Sau khi bên người đồng chủng, ông lại can thiệp rất hữu lý vào cuộc ẩu đả với hai người Do Thái, lập tức ông bị bội phạm. Ông không được coi là người hùng của dân tộc nữa. Người mang ơn ông sẵn sàng tố giác ông. Chúng ta thấy cái tiến trình này. Ông đứng trước quyền lực, ông kiên vững đấu tranh, nhưng ngay khi đó ông trao đảo vì chính dân Do Thái chống lại ông. Họ cho rằng vì ông mà cuộc sống của họ bị xáo trộn, đế quốc đàn áp, làm dân chúng càng kêu than oán trách ông. Cuộc lữ hành đúng ra đầy hứa hẹn hạnh phúc và oai hùng lại trở nên hành trình kêu ca phản kháng. Họ thèm thịt rau, thèm củ hành củ tỏi ở đất Ai Cập. Nhiều lúc ông đã thất vọng hoàn toàn, đã thoái chí và than vang cùng Chúa, dẫu thế ông vẫn trung thành. Hình ảnh của Mai Xanh, dẫu thế ông vẫn trung thành. Cay đắng lắm chị ơi. Các chị đọc lại ông Mai Xanh thì cay đắng lắm. Đôi khi chúng ta chỉ đọc phớt qua cái câu chuyện của ông ấy thôi, và chúng ta phải đi vào trong cái tâm, đi vào trong cái chúng ta phải là ông Mai Xanh, chúng ta mới thấy cay đắng lắm. Không đơn giản để mình đi cay đắng lắm. Rồi đưa dân ra theo ý Chúa để nó đòi hết cái này cái kia, đòi cái nọ, không thỏa mãn nó là nó lên án. Mình đi lên núi cầu nguyện với Chúa thì ở dưới nó đúc mỏ vàng, đi xuống cái lộn tiết lên không đi. Đấy, các chị thấy lộn tiết lên đấy. Rồi nó phản bội cái giao ước, phản bội đủ mọi thứ. Thế nhưng dẫu ông nhiều lúc cũng thoái chí, cũng than van cùng Chúa, cũng thất vọng, ông vẫn trung thành. Mẫu gương thứ ba, Đức Giêsu Kitô, là người tôi tớ trung thành đã được loan báo cho Isaiah. Trong Isaiah, trong ba bài ca của Isaiah, bốn bài ca đau khổ của tôi tớ Giê-hô-va, nó về sự trung thành, hình ảnh của Đức Giêsu Kitô, người mang đến ơn cứu độ và bày tỏ lòng trung thành của Thiên Chúa. Đức Giêsu hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn thế.
vẫn trung thành trong cách sống và lời hứa của Ngài. Đức Giêsu không thay đổi cách sống và lời hứa của Ngài, dẫu bị chống đối. Những người biệt phái, những người luật sĩ, những người bất đồng chính kiến với Ngài hồi đó quay ngược trở lại chống đối Ngài, tìm đủ mọi cách để bắt bẻ. Nào là không giữ luật sa mát, nào là làm điều này điều kia, đảo lộn cả cái nạn Do Thái trước đây người ta vẫn giữ rất êm đềm. Nhưng Chúa Giêsu vẫn giữ trung thành trong cách sống của mình, dẫu cách sống đó đi ngược lại với trào lưu của xã hội này. Chúng ta thấy rõ này, Chúa Giêsu sống đi ngược lại với trào lưu thời đại, đi ngược lại với điều mà luật cấm, đụng vào những người cùi, người hủi, đụng vào xác chết đấy, chữa những người cùi, đụng vào những người nhơ bẩn, đụng vào anh con trai hàng ngày là tất nhiên mình bị ổ hết, người ta chứng thôi. Chúa Giêsu vẫn trung thành với cách sống của mình, không thay đổi, rất kiên định. Và đó là Ngài đi ngược lại với cái trào lưu tục hóa, trào lưu của xã hội lúc đấy, để minh chứng rằng Ngài thi hành thánh ý của Chúa Giê. Thế thì ngày hôm nay các chị cũng vậy, khi chúng ta cam kết, khi chúng ta là một tu sĩ sống giữa đời, chúng ta như Đức Giêsu Kitô, chúng ta phải kiên định trong cách sống, về lối sống của chúng ta, đi ngược lại với trào lưu của xã hội. Nếu trào lưu đấy đi ngược lại thánh ý của Thiên Chúa, biết bao nhiêu những trào lưu tục hóa ngày hôm nay trong xã hội, trong giáo hội, trong tầng lớp tu sĩ, trong linh mục, trong giáo hội. Chúng ta phải là ngọn cờ để chúng ta giữ đúng cái cách sống của chúng ta, để nhắc cho tất cả mọi những trào lưu tục hóa đấy biết rằng anh đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa. Để chúng ta phải kiên định theo lối sống như Đức Giêsu Kitô. Và đôi khi chúng ta lại hùa theo những cái trào lưu tục hóa để an thân, để không đụng chạm đến người khác, để cho mình được yên lòng, yên thân mình sống. Thôi đừng đứa nào đụng đến ta, nếu ta tự nhiên để yên cho tôi sống. Khi nói một chút về những cái gì đó đi ngược lại với tôn giáo, đặc biệt là với xã hội ngày hôm nay, với chế độ mà chúng ta đang sống, chúng ta sợ, chúng ta muốn yên thân, chúng ta không dám nói, chúng ta không dám bất ngờ sự thật, chúng ta sợ sự thật, chúng ta không kiên định trong lối sống. Đức Giêsu khác, Ngài chấp nhận. Và cái giá phải trả là gì? Là cái chết trần truồng trên thập giá. Cái giá phải trả là cái chết mà người ta cho là người ta thành công, nhưng cuối cùng thì là người ta thất bại. Bởi vì yêu qua tôi nói, anh sẽ còn phải quỳ xuống để tuyên xưng Ngài vào thiên chức. Dẫu rằng chính tôi bất trung thì người vẫn trung thành, vì người không thể chối bỏ chính mình. Gương mẫu thứ tư, đầy tớ Chúa hay là bậc đáng kính, Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thọ. Ngài đã trung thành trong suốt chặng đường là Kitô hữu, là linh mục, là giám mục. Dù ở đâu, lúc đau khổ, cô đơn trong tù đầy, hay lúc hạch thông làm việc cống hiến cho giáo hội. Chúng ta đọc hết đi, đặc biệt là năm chiếc bánh và hai con cá, rồi điều hy vọng, rồi tập cầu nguyện của Ngài. Chúng ta đọc những tác phẩm của Ngài viết trong tù đi, chúng ta sẽ thấy một con người trung thành với Thiên Chúa trong tất cả mọi cảnh huống. Dẫu có những lúc Ngài cảm nhận được rằng mình thất vọng, nhưng những lúc thất vọng đấy thì Ngài lại bám vào Chúa. Và từ cái sự bám vào Chúa đấy, Ngài lại nghe thấy một tiếng nói từ trong tâm khảm của mình: con đừng nghĩ rằng con ở ngoài là con làm tốt đâu, ở trong này con làm tốt hơn này.
Và Ngài bảo rằng thôi chọn Chúa chứ không phải chọn việc của Chúa. Không phải chọn việc của mình, cũng phải là chọn mình. Cái những lúc mà Ngài cảm nhận được là mình thất vọng, những lúc nhốt ở cây vông, những lúc nhốt ở gian xá, những lúc ở chỗ này chỗ kia, những lúc Ngài không có thể làm được gì, cảm nhận mình thua thiệt, mình thất bại, mình thất vọng. Một giáo mục đầy những khả năng đi học ở bên kia về, nói đủ mọi thứ tiếng, mới làm giáo mục được vài năm trời, vân vân, bây giờ bị ném vào trong tù, thất vọng chứ. Rồi Ngài viết là đang ở cây vông gian xá, nghe chuông nhà thờ chính tòa đổ, nhớ con trên mình biết là chừng nào. Những lúc như thế Ngài lại nghe thấy tiếng nói thì thầm ở trong lòng: sao con lại băn khoăn về chuyện đấy lúc này này? Con nhìn vào Phao-lô đi, con sẽ thấy Phao-lô ở trong tù như thế nào. Con hãy viết thư cho các giáo đoàn. Ngài tâm sự thế, và từ đó bắt đầu Ngài viết đường hy vọng, cuốn đường hy vọng đầu tiên của Ngài. Ok, chúng ta rồi người lữ hành trên đường hy vọng phải cắt nghĩa bằng kinh thánh. Mấy trăm câu trên đường hy vọng đấy, không biết các chị có đọc không, các chị có nhớ không? Rồi khi về với 5 chiếc bánh và 2 con cá, Ngài kể tất cả những gì mà Ngài đã trải qua trong cuộc đời của mình trong tù 9 năm biệt nhau. Thì Ngài cảm hóa người ta bằng cái lòng nhân, bằng sự trung thành. Ngay cả những anh công an, những anh mà gác Ngài cũng bị Ngài thu phục. Chúng ta nhận ra một mẫu gương. Ngài sống sự trung thành của mình trong niềm vui và hy vọng. Gaudium et Spes. Cái tu hội hy vọng Spes của Ngài là tiền thân của chúng ta. Cái tu hội hy vọng Spes của Ngài là tiền thân, là tiền thân tu hội nữ thương tâm Chúa Giêsu. Sau khi Ngài qua bên ngoại quốc, từ Ngài mới gia nhập cái tu hội Spes của Ngài vào với tu hội thánh tâm Chúa Giêsu đến Pháp. Thì sau này mới là gia đình đồng tâm câu luôn. Chứ ban đầu là tu hội thánh tâm Chúa Giêsu. Thì ngài không thể biết rằng Ngài có một cái nhìn nào đó, thì Ngài biết rằng mình không thể đứng vững để giữ cái tu hội xét của mình, thì Ngài gắn vào tu hội thánh tâm Chúa Giêsu bên Pháp để nó tồn tại. Và từ cái sự tồn tại đấy, kiến múc từ những linh đạo của tu hội thánh tâm Chúa Giêsu làm cho cái tu hội Spes của Ngài trở thành ở nơi Việt Nam được liên kết với gia đình đồng tâm ở Việt Pháp. Linh đạo hy vọng mà chúng ta thừa hưởng và ước theo Ngài. Tôi xin lặp lại, linh đạo của chúng ta là linh đạo của gia đình đồng tâm của tu hội thánh tâm Chúa Giêsu. Linh đạo này bắt nguồn từ dòng tên linh đạo Thánh Y Nhã, rồi cha Pierre de Coranvier, sau này cha Daniel Fontaine đưa vào, cha Pierre de Coranvier đưa vào thêm một cái là Thánh Tâm. Rồi khi Đức Hồng Y gia nhập cái tội Spes của mình vào gia đình tội Thánh Tâm Chúa Giêsu, thì ngày hôm nay hy vọng, cái linh đạo hy vọng được ở bên Pháp, họ muốn linh đạo hy vọng này là một trong những nét của gia đình đồng tâm. Như vậy cái linh đạo của gia đình đồng tâm của chúng ta nó có 3 nhánh mà chúng ta phải sống. Thứ nhất đó là linh đạo Thánh Y Nhã, bởi vì phát xuất từ cha Pierre de Coranvier nhập về. Và sau đó Ngài cha Pierre de Coranvier đưa thêm vào Thánh Tâm, chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu. Và tới ngày hôm nay thêm cái nét linh đạo hy vọng của Đức Đăng Ký Hồng Y Francisco Xavier Mora Thọ.
Như vậy, linh đạo của gia đình đồng tâm, linh đạo của tu hội thánh tâm Chúa Giêsu không phải chỉ là linh đạo của y nhã, không phải chỉ là thánh tâm Chúa Giêsu, không phải chỉ là hy vọng, mà là cả ba thì mới đúng. Nếu ai bảo linh đạo gia đình đồng tâm chỉ có hy vọng không là sai, người đấy không đúng là tu hội thánh tâm Chúa Giêsu. Nếu người đấy bảo linh đạo hy vọng gia đình đồng tâm hay linh đạo của thánh tâm Chúa Giêsu chỉ là linh đạo thánh y nhã không thì cũng không đúng. Cho nên nó phải là ba cái khía cạnh đấy được sống trong một con người là hội viên của gia đình đồng tâm thì mới là sống linh đạo của gia đình đồng tâm. Trong cái cuốn linh đạo mà tôi đưa cho chị Hạnh photo cho các chị đó, sau tờ linh tham để các chị cầm về các chị đọc, trong đó thì có nói về linh đạo của y nhã, linh đạo của linh đạo của gia đình đồng tâm, linh đạo của tu hội thánh tâm Chúa Giêsu là linh đạo của thánh y nhã trên nó thánh tâm Chúa Giêsu và một nét của hy vọng của Đức Hồng Y. Tôi chỉ đọc sách và tôi tham khảo nhiều nguồn từ Đức Hồng Y Thuận và tôi viết một chút về hy vọng, nhưng mà chắc chắn còn nhiều cái chưa có chính xác, nhưng mà ít ra nó có một cái gì đó để cho chúng ta có một cái khái niệm. Ở đây chúng ta xem Ngài trung thành như thế nào. Ngài trung thành khi ra đi là bỏ mình, chu toàn bổn phận là phát thánh giá mình mỗi ngày, bền chí là theo Thầy. Đức Giêsu nói các môn đệ ai muốn theo Thầy phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Chúng ta thấy đường hy vọng số 2 Ngài hiện. Và như thế thì Ngài giúp chúng ta qua cái cách sống hy vọng này, Ngài giúp chúng ta trung thành trong từng giây phút của hiện tại. Tôi đưa ra 4 cái mẫu gương để chúng ta soi về cái đời sống trung thành của mình: Abraham, Mai Sen, Đức Giêsu Kitô và Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Điểm thứ ba, kiểm thảo lại chính mình. Tôi cũng được chọn gọi như Abraham, như Maisen và còn hơn thế nữa, vì tôi là em của anh Giêsu trong giao ước tình yêu. Tôi đang thừa hưởng linh đạo của thánh y nhã trong tu hội đời thánh tâm Chúa Giêsu, được hướng dẫn để biết phân định từng biến cố trong ngày để làm theo ý Chúa. Tôi cũng được thừa hưởng linh đạo hy vọng của bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco. Hơn nữa, tôi còn được củng cố bởi những buổi họp tổ thường xuyên hàng tháng, gặp chị phụ trách người đồng hành để cùng nhau tìm và đọc ra ý Chúa để thi hành. Tôi đã có quá nhiều phương tiện, Chúa ạ. Các chị còn tìm đâu phương tiện để trung thành nữa? Tìm ở đâu nữa? Đầy hết phương tiện tôi vừa kê ra. Chìm sâu trong trái tim của Chúa Giêsu. Lấy linh đạo của thánh y nhã, linh đạo của thánh y nhã cái nét rất riêng, đó là tôn vinh Thiên Chúa, cứu rỗi các linh hồn. Nhưng quan trọng là biết phân tích ý Chúa trong từng biến cố của cuộc đời. Nếu ai đi theo linh đạo của y nhã mà không biết phân tích ý Chúa thì đó chưa thuộc về linh đạo của y nhã. Linh đạo của y nhã là phải biết phân biệt ý Chúa, phân tích được ý Chúa. Mà chúng ta thấy giáo hoàng Francisco ảnh hưởng bởi linh đạo y nhã, cho nên trong các tông huấn của Ngài sau này, về cái phần sau, Ngài hoàn toàn nói tới cái chữ phân định. Không tông huấn nào không có hai cái từ phân định đấy. Như vậy chúng ta có quá nhiều phương tiện rồi, thế thì các chị còn đòi phương tiện nào nữa bây giờ? Vậy tôi trung thành đến mức nào? Nhiều phương tiện như thế thì tôi đặt vấn đề với các chị. Vậy thì tôi trung thành tới mức nào? Triệt để soàn xính, làm cho qua, giữ cho xong một bổn phận, hay gói vào đó tình yêu hy sinh và dân hiến của tôi? Khi gặp đau khổ, chán nản và cô đơn, còn trung thành không? Có nghe Chúa nói với mình như Đức Hồng Y Francisco không? Hay lúc đó chúng ta lại câm, điếc với lại mù, điếc để không nghe, mù để không thấy? Tôi bỏ lơ hay không chu toàn những bổn phận thường ngày của một tu sĩ
đọc kinh nhật tụng, tham dự thánh lễ, nguyện ngắm lâu giờ, kiểm điểm cuối ngày lần chuỗi, hay chỉ làm cho xong một bổn phận mà thiếu tâm tình cầu nguyện, ý thức Chúa đang hiện diện. Đôi khi chúng ta cũng thiếu kiểm điểm cuối ngày, đôi khi lười lắm, bảo biết kiểm điểm cuối ngày là lười lắm thôi, làm cho qua xong, làm qua loa thôi, thôi ngồi nghĩ Chúa hôm nay con con không phạm tội với Chúa rồi, không phải. Phải viết ra các chị ạ, có một cuốn sổ nhỏ để mà viết ra, để mình đối chiếu ngày hôm nay với ngày mai, và cũng từ cái việc kiểm điểm cuối ngày đó mình xem được cái đời sống thiêng liêng của mình tăng hay giảm, mình có lớn lên trong đời sống thiêng liêng không, hay mình càng ngày tụt đi, chứ mình không nhớ không hết đâu. Cho nên đôi khi kiểm điểm cuối ngày chúng ta lười, mà trong hiến pháp của các chị, bố các chị là kiểm điểm cuối ngày đấy. Mình trong hiến pháp phải bắt chúng ta kiểm điểm cuối ngày, bắt chúng ta cầu nguyện lâu giờ, ít là một ngày một tiếng đấy, không được một tiếng thì phải 45 hay 50 phút. Và nếu mà không có thời gian thì tìm cách nào đó để mà có thời gian là kiểm điểm, có thời gian cầu nguyện lâu ngày. Còn không thì rủ Chúa đi làm việc để ý thức rằng mình đang làm việc với Chúa, vân vân, có nhiều cách. Kết thúc, ngồi ghi lại những gì mà tôi thấy mình chưa trung thành trong đời sống thánh hiến giữa đời, sau đó dâng cả cho Chúa và xin Chúa giúp tôi bắt đầu làm lại tốt hơn. Xin các vị quỳ gối đọc kinh xin ơn đền đỗ, hoặc đọc kinh xin ơn với Đức Hồng Y Francisco Sanlin.